tay. Tại vì nước mía vườn cau. Có cầm tay mà lúc đó em chưa có một mối tình nào hết. Xong rồi vừa run vừa đỏ mặt. Lúc đó một tháng ảnh dẫn em đi đảo Thành An. Và lúc đó là cầu hôn rồi. Nhưng mà em chưa đồng ý. Bởi vì em còn nhiều cái ước mơ của em. Một trong những cái đó là đi du học. Đồ thì dùng nhiều lần hoặc là dùng tới khi mà ví dụ như bứt ra không ai lấy được nữa, không ai dùng được nữa. Nhiều khi mình cũng hơi mất cảm hứng. Đó là xài đến khi nào cũ mà dục ra không ai thèm lấy thì mới bỏ, đúng dạ. không? Dạ. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Hải, năm nay em 33 tuổi. Hiện em làm quản lý kinh doanh của một công ty phần mềm tại Việt Nam. Dạ. Ồ, phần mềm này là phần mềm quản lý gì em? À, dạ, phần mềm nó hơi chuyên ngành một chút xíu. Đó là phần mềm quản lý phòng thí nghiệm ạ. Thôi rồi. Dạ. Thôi còn em? À, em chào hai anh chị, em là Thùy Dung. Ngành nghề của em thì gần gũi hơn. Em là chuyên ngành của em á, là thiết kế các cái sản phẩm giáo dục á. Thiết kế các sản phẩm giáo dục? Sản phẩm về giáo dục. À. Nó em có thể cụ thể hơn đó là... Ví dụ như là thiết kế chương trình khoa học, thiết kế app. Dạ. Ồ hay quá, bên này là vừa thí nghiệm còn bên này là khoa học. Thì đó hai người chắc cũng là vòng vòng đâu đó mai gặp một... nhau trong ngành nghề. Cứ nhiêu tuổi? À em 27 tuổi. 27. 27 tuổi. Bé này 30, 30 em 33, 33 tuổi đó. Ừ. Ủa như vậy cơ duyên nào các em gặp nhau? Ra là biết nhau trên mạng. Nhưng mà lần đầu tụi em gặp nhau là ở một tỉnh khác là ở Tây Ninh. Thì sau khi mà em chia tay người bạn gái trước đó thì có một khoảng thời gian dài và em suy nghĩ lại và cuối cùng thì em thấy là nếu mà mình tìm được một cái người nào đó phù hợp với mình á, có những cái sở thích chung với mình á, thì vô tình từ đó em mới gặp vợ em trên những cái diễn đàn về giáo dục, về tiếng Anh. Rồi em bắt đầu làm quen và cuối cùng là em xin một cuộc gặp vợ em ở tỉnh, lúc đó vợ em đang làm ở Tây Ninh. Và tụi em gặp nhau ở một cái hội thảo về giáo dục. Lúc đó vợ em là người dẫn chương trình giống như anh chị. Nhưng mà em thì sao? Khi mà em gặp ảnh lần đầu tiên thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, ảnh cũng nhẹ nhàng. Xong cái công việc của em đó ở Tây Ninh rồi thì là em phải vác hết đồ em lên. Thế là anh này ảnh biết là em phải tự đi lên, tự từ Tây Ninh xuống lên thành phố của mình. Thì ảnh đề xuất là chở em lên. Thì lúc đó em mới đồng ý. Thì đâu đó nó là một cái gì đó mà mở cờ cho ảnh. Rồi sau đó em không nhớ bao lâu và là ảnh chở bằng xe máy hay xe hơi? Xe máy. Xe máy. Đi trên đường có thọ tay. Đi là em ơi, em đang đi đến đường có té. Đó có không? Kéo vô em. Dạ, như chắc cũng dám, chưa dám. Chưa nhưng mà luôn. Nhưng mà ở cái quán nước mía là có cầm tay. Tại vì nước mía vườn cau. Đó. Có cầm tay mà lúc đó em chưa có một mối tình nào hết. Xong rồi vừa run vừa đỏ mặt. Em độc thân vui vẻ một năm và sau đó em có nhiều cái trải nghiệm về du lịch, về hiểu bản thân mình hơn. Thì lúc đó em mới biết được những người bạn thân của em là trong giáo dục. Và những người bạn thân của em hầu hết là thích tiếng Anh. Thì lúc đó em nghĩ thì mình có một cái người mà vừa có trong giáo dục mà vừa thích tiếng Anh đó, thì biết đâu nó là một cái gì đó của mình, nó hợp với mình và mỗi ngày mình sống vui vẻ với hai cái sở thích đó. Thì đó là cái lý do mà em gặp được bạn này. Và khi mà cái chủ đích mà đụng và chạm cái tay cô này á, là trong lòng là đã muốn coi như là cua cô này rồi đúng không? Dạ em muốn từ trước ha. Dạ em muốn từ trước ha. Mắm mò đi tìm một Tây Ninh lần đầu tiên là anh đã xuống Tây Ninh rồi. Anh muốn khẳng định. Nhưng mà đến bao lâu thì mới khẳng định là chủ quyền? Dạ đến là yêu nhau đó. Dạ. Thì từ lần gặp đầu tiên tới lúc mà khẳng định chủ quyền thì chắc là khoảng 4 tháng. Lúc đó một tháng ảnh dẫn em đi đảo Thành An. Và lúc đó là cầu hôn rồi. Nhưng mà em chưa đồng ý. Bởi vì em còn nhiều cái ước mơ của em. Một trong những cái đó là đi du học. Thì em mới thấy là nhiều thứ phải theo đuổi quá. Nếu như mà mình có gia đình hoặc là mình yêu anh này thì nhiều khi mình sợ mất tự do rồi mình không có đạt được những cái mình mong muốn. Thì đó là một tháng sau thì em mới trả lời cho anh này biết. Tức là em cũng trình bày với gia đình là như vậy. Thì gia đình nói là một là con đi du học. Lúc mà em cũng có apply hai cái học bổng rồi. Thì một là đi du học, hai là em kết hôn với anh này. Thì gia đình nói chọn một trong hai thôi, con không có đi hai hàng. Thì em nói tại sao không phải đi hai, tại sao không có lựa chọn cả hai được. Thì em nói là thôi bây giờ em cứ lấy anh này. Và anh cũng biết là mình đam mê về giáo dục và anh cũng ủng hộ cái ước mơ đi du học của mình. Thế nên là anh về anh cũng thương với gia đình. Anh đam mê giáo dục luôn nên anh ủng hộ cái ước mơ đi du học luôn. Anh cũng đó. Thế là bởi vì hai đứa có những cái giá trị chung á nên là rất là hiểu nhau. Xong rồi anh á về thương với gia đình là con muốn kết hôn với bạn này nhưng mà bạn này có những cái ý định như vậy. Chị lấy bạn này nếu như mà bố mẹ đồng ý là cô này đi du học.
Rồi cuối cùng là gia đình em có đồng ý cái việc đó luôn? Dạ, gia đình em yêu giáo dục nên đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Ok, cả hai bên đều yêu giáo dục. Có nghĩa là hai đứa làm đám cưới xong cái là vợ đi du học. Dạ, tụi em chính thức là chưa làm đám cưới. Dạ, lúc mà quyết định làm đám cưới thì chắc là khoảng 2 năm trước. Dạ, thì sau đó là đi du học luôn. Tới bây giờ vẫn chưa làm đám cưới, nhưng mà chắc sắp tới sẽ làm đám tụi cưới. Tụi em đăng ký kết hôn trước. Thì nói chung là anh này cũng lên kế hoạch hết trơn rồi. Em học xong chưa? Vậy em học xong rồi, em mới học xong. Là mới về lúc 9, nào nè? Mới về vào đầu tháng 9. Là mới đây thôi đó. Ồ, rồi á, là bây giờ đang chuẩn bị làm đám cưới đây. Dạ, đúng rồi. Không? Dạ. Vậy cho cái tình yêu của hai đứa, anh nghĩ nó, anh thấy nó rất là đẹp nha. Anh nghĩ chắc đâu có cãi vã gì đâu, đúng không? Hay là có những cái phát sinh mâu thuẫn gì nó xảy ra không? Anh này thì muốn là em có em bé. Dạ. Nhưng mà em nói là bây giờ á, nuôi em bé khó lắm. Vì làm giáo dục mình biết là để nuôi một bạn á, thì mà cho nó gọi như là hoàn chỉnh á, thì khó. Nên là mình nói giờ mình thử nghiệm đi, mình nuôi con chó trước đi. Anh này đâu có chịu, nói giờ nuôi con cá thì được chứ nuôi chó thì thôi. Dạ. Không, lại cứ muốn nuôi chó, còn anh này cứ muốn có em bé mà không có chó. Con chó ẵm được con cá hay sao ẵm? Hả? Còn vì cái vấn đề đó mà hai đứa tranh luận. Dạ, đó là một trong những vấn đề của em. Nhưng mà khi mấy đứa đang suy nghĩ quyết định là vợ chồng với nhau và sắp tới sẽ là một cái đám cưới. Dạ. Để mà coi như là công bố cái mối quan hệ chính thức của hai bên, với hai bên, với Hà, với mọi người. Dạ. Thì chắc chắn cũng phải nghĩ đến cái chuyện mà có em bé chứ hả? Em thì hiện tại 50-50, em cũng chưa có, cũng có nhiều kế hoạch đó. Và khi mà mình về mình cũng làm quen lại với cái môi trường ở đây á. Em học ở đâu? Em học ở Mỹ. Ở Mỹ. Yeah. Ở Mỹ. Yeah. Sao lúc đó bạn không đi học chung với bạn này luôn? À đây đây, cái vụ này nữa là cũng là một cái vụ em tranh luận. Em mới nói là hồ sơ của em á thì có thể là đem được ảnh qua luôn. Thì ảnh có thể ở đó tầm 3 năm. Cộng với năm học nữa là chắc là 4 năm hai vợ chồng có thể ở đó rồi trải nghiệm, rồi vừa có cái ví dụ như tiếng Anh hay là cái gì đó, mình cái kỹ năng của mình nó cũng lên. Nhưng mà anh này không chịu, anh nhất quyết là ở nhà. Tại sao? Em thì công việc là có được đi, cũng đi nhiều nước rồi, như Úc, như Dubai và một số nước khác, thì em cảm nhận được là ở Việt Nam là cái nơi nó phù hợp với em. Và em cũng có một công việc em thích ở Việt Nam. Định, đúng không? Dạ, dạ. Nếu mà qua Mỹ thì mình phải lựa chọn thôi. Dạ, thì em xác định nó rồi. Thì cái này em chia sẻ lại với vợ em là đó là cái điều anh muốn thì... Là em không đi? Dạ. Rồi trong lúc thời gian yêu xa là mấy năm? Yêu xa, tổng thời gian yêu xa chắc phải một năm mấy đó nha. Ôi, chỉ có một năm mấy thôi. Ở Mỹ thì một năm mấy là một ở năm. Mỹ. Nhưng mà trước đó vợ em là chân đi. Dạ, đi Thái chắc 4-5 tháng rồi, đi Hà Nội một năm nữa. À, 8 tháng đúng không? Thì tổng lại là khoảng 2 năm hơn. 2 năm hơn trong tình trạng yêu xa. Dạ, trong tình trạng yêu xa. À, có, mà không trục trặc gì hết. Không cãi nhau, không ghen tuông, không mỗi ngày em gặp tới 2 lần luôn chị. Hả? Mỗi ngày em gặp tới 2 lần, gặp online, gặp buổi sáng, gặp buổi tối. Lúc đầu thì cũng có hơi cảm thấy không tin tưởng, nhưng mà khi mà mình gọi thì lúc nào anh cũng sẵn sàng, anh bắt máy để anh nghe, mà không có một lần nào mà em gọi mà anh không có ở đó hết. Đó, rồi anh ví dụ như sáng dậy thì anh cũng nhắn, anh dậy rồi, tối ngủ thì anh cũng nhắn, anh chào mình thì kiểu như vậy. Nên là mình thấy là cái sự tin tưởng của em với ảnh nó lớn dần. Bây giờ là vợ là chồng chỉ còn thiếu cái đám cưới thôi. Về ở chung với nhau rồi chắc có lẽ là chắc hai bạn không có tật xấu gì đâu, đúng không? Chắc không có tật xấu đâu hả? Xấu thì em nghĩ chắc ai cũng gọi là cũng không chút hả? Thôi vậy sẵn nói luôn đi. Anh này á, đặc điểm là rất thích sự hiệu quả, hiệu quả về mọi thứ. Ví dụ như hiệu quả về mặt thời gian, chở em tới cái chỗ đó, em lấy bánh ha, em đi vô xong nói em lấy bánh nha, anh đi qua chỗ này em rút tiền cái. Nói anh ơi, bánh là đã có rồi, bây giờ chỉ vô lấy ra thôi. Mà bây giờ anh còn đi rút tiền nữa thì em ra em chờ. Ví dụ vậy, đó là cái hiệu quả về mặt thời gian đối với ảnh. Thì tranh thủ á. Đúng rồi, tranh thủ á. Bình thường thì tức là em thấy chờ thì nhiều khi cũng không có vấn đề. Nhưng mà phụ nữ á, cái cảm xúc là cái quan trọng. Nếu mà nó đã tuột luôn là xong. Rất là phải cần thời gian để mà nó phục hồi lại, vượt lên. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Thì cũng là cái hiệu quả đó, đồ thì dùng nhiều lần hoặc là dùng tới khi mà ví dụ như vứt ra không ai lấy được nữa, không ai dùng được nữa, nhiều khi mình cũng hơi mất cảm hứng đó. Là
xài đến khi nào cũ mà dục ra không ai thèm lấy thì mới bỏ, đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa nè? Nhiều khi do bạn này bạn lầy á, bạn thích vậy không? Đó để bạn treo. Đúng không? Rồi, đúng rồi, chính xác. Treo á, nhiều khi biết vợ nó không thích mà càng treo xong rồi, treo xong em tức tới lúc mà em khóc luôn, xong rồi em lại quay mặt vô tường, xong rồi lại đi dỗ. Nói vậy đó. Rồi. Đó, vậy thì bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Rồi em thấy ảnh là ảnh thay đổi nhiều lắm rồi. Lúc mà em nói thì ảnh đều có lắng nghe, có phản hồi. Hiện tại thì tạm ổn. Cứ vậy ha. Dạ. Cứ vậy đó. Dạ. Cứ vậy đó. Hiện tại thôi đúng không? Rồi bây giờ ok, giờ tới em phản kèo đó. Dạ. Nghe kỹ nha, tập trung nha. Em thì bởi vì cái cách mà em gặp được vợ em là em đã cảm thấy rất là vui rồi. Cảm giác là mình gặp được cái người mình cần gặp và mình chủ động mình đi tìm. Lúc đó em có một cái suy nghĩ là những cái khác á, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn cái chuyện lớn á, mình đã gặp được rồi, đã lấy được rồi. Dạ. Thì những cái tật xấu hay là những cái gì đó, hay là những cái điều cần cải thiện, hoặc là những cái gì em, đối với em thì em thấy nó không phải là vấn đề. Thì em nghĩ là hai vợ chồng em không phải chỉ mình vợ em thôi đâu, mà cả em nữa. Bọn em sắp xếp được thời gian để cân bằng mọi việc hơn giữa công việc và cuộc sống, đặc biệt là dành thời gian nhiều để tập luyện sức khỏe. Lúc trước thì em nghĩ có nhiều thứ lắm, nhưng mà sau này thì em nghĩ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cũng đánh giá sức khỏe là cái quan trọng nhất. Thì đó là cái điều mà em mong muốn thôi. Chúc hai vợ chồng Son hạnh phúc nè. Chúc hai vợ chồng Son là lúc nào muốn có con, muốn có em bé thì sẽ đạt được cái nguyện vọng đó. Bởi vì hai bạn nãy giờ còn nhiều hoài bão lắm. Đúng rồi. Chưa muốn có em bé đâu. Đó. Đạt được hoài bão nha. Và anh cũng mong cho hai đứa sẽ có một cái đám cưới nó hết sức là đẹp ha. Ý nghĩa, và đặc biệt là ý nghĩa với hai gia đình. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn hai đứa đã đến. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, năm nay em 27 tuổi và em làm là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ, em tên là Võ Duy Minh, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Chat nhau qua mạng thôi ạ. Em là dân IT, làm bên máy tính suốt có thời gian ra ngồi. Và lên mạng xã hội rồi chat chít với mấy cô gái rồi vậy. Ồ, chat chít bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tùng à. Tuần. Em người miền Trung. Dạ, người Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi, Tuần là gặp một tuần gặp nhau ngoài đời, đúng chưa? Dạ. Vậy thì ấn tượng của từng bạn ra sao về đối phương của mình? Dạ, một tuần gặp nhau mà cho em leo cây hai lần rồi anh. Sao vậy? Lần đầu tiên hẹn xong cái mình ở nhà chuẩn bị xong xuôi, cái nhắn tin là anh bận không xuống được. Dạ. Rồi lần thứ hai cũng vậy luôn. Cái em mới nói nhắn tin, em nói lần thứ ba quá tam ba lần khỏi gặp nhau luôn đi nha. Thì cái lần thứ ba mới chịu đi gặp đó. Hai lần trước chắc phải ở nhà sửa máy tính. Dạ không có, tại cũng đâu có muốn quen, gặp vui vui đâu mà. Nhưng mà khi gặp rồi thì như thế nào? Dạ đầu tiên gặp cô này thấy đang dừng xe ở đầu hẻm, xong cô này chạy tăng tan ra thách bịch quà. Cái quái mới gặp nhau mà tặng quà chi. Xong mở ra coi đúng rồi, hai chai rượu X-Men. Xong cái thấy cô bé này cũng vẻ quan tâm mình đây. Thấy cô bé được. Yến anh hỏi nè. Dạ. Tại sao lần đầu tiên gặp á mà không tặng cái khác? Không, tặng dầu thơm hay là dầu ăn? Nói chung là ăn, biết tặng... sao không? Em quen người trước mà mua quà được đó tặng. Mà nói chung là hai người xích mích cái không tặng. Cái để lâu quá, 5-6 tháng rồi. Sợ nó hết đá, thôi tặng luôn cho rồi. Trời. Mà gặp đúng biết sao, gặp đúng gần ngày sinh nhật ông này nữa. Gần ngày sinh nhật nữa, cái biết gần ngày sinh nhật cái thôi tặng luôn cho rồi, sẵn dịp chứ ai không tưởng tặng quà kỳ á, mà tặng phải có lý do chứ. Trời ơi, cũng may là cái dầu nó còn đá, chứ không là cũng gọi cái đầu chắc giống như tôi nữa. Vậy thì hai bạn quen bao lâu thì mới cưới nhau? 10 tháng là em cưới. Nói chung hai vợ chồng em á là quen nhau tới cưới nhau là không có cầu hôn, không có cà phê lãng mạn gì hết á. Em nhà bạn này ở Long Khánh á, thấy học hành cũng ổn, công việc cũng ổn vậy. Rồi cái có câu chuyện là bạn này vẫn thất nghiệp thời gian 4-5 tháng á, mà hỏi thất nghiệp rồi tiền đâu tiêu, cái không em đi được 4-5 chỉ vàng luôn. Đi được 4-5 chỉ vàng. Dạ. Xong cái anh kêu quái không có việc làm mà tiết kiệm được vậy, giỏi quá. Anh kêu thôi cái này đúng mẫu người mình gặp rồi, chắc tới luôn đó. Là tới hôn nhân luôn. Mọi chuyện đến một cách dễ dàng tự nhiên vậy đó. Dạ. Như là hoa cỏ mùa xuân vậy đó. Không là hôn vậy. Vậy thì em hỏi nữa đi, em hỏi bây giờ tiếp lúc đi. Mà cưới nhau về rồi có ổn không? Dạ. Đánh đêm tân hôn vui không? Dạ tân hôn. Cưới. Anh thôi thì cũng bình thường với mọi người thôi. Mà nó có dễ dàng như là tình yêu của tụi em? Dạ cũng bình thường vậy luôn á. Vậy á? Cũng cứ bình thường thôi. Đám cưới xong á không bình thường á. Ủa đám cưới xong nó có bình thường hả? Thì có nhiều tật xấu nó lòi ra thì sao bình thường? Anh đang muốn nghe cái đó. Bây giờ ai là người nói trước đây?
để em. À, để em cho tính tôi sống, hai người này đều dành nói trơn thôi. Nói chung là cái gì cũng là phụ nữ sẽ luôn luôn được ưu ái. Dạ để em. Đầu tiên bà này là tính bà hay nóng tính lắm. Ừ. Nóng tính vừa là la lối ông sùm vậy đó. Mà nguyên nhân nóng tính là tính cầu toàn. Ví dụ như muốn lau cái nhà rồi phải lau bước một là lau cái này, bước hai là phải thay giặt giẻ xong lau lại. Còn em thì người xề xòa, cứ miễn sao anh lau nó khô sạch được rồi. Đẩy cái được. Dạ đẩy ra qua trái qua phải vậy đó. Rồi thế là bà không dễ bắt làm lại. Thì lau nhà em hỏi anh, ví dụ như lau từng góc đi không, đứng vòng tròn cái lau dành tại sao nó sạch được. Em nhìn em không thích là em la. Nó rửa chén cũng vậy á, rửa chén dưới chén nó mở không à, kêu rửa lại không chịu, nhăn thì em nhăn lại, bắt rửa thôi, bắt làm lại không được thôi. Mình làm lại để em bực mình, em la. La, bả la lại. Dạ, bả la lại, hai chồng thấy là bả dặn nhau. Nói chung là hai chồng em là khắc khẩu. Ngủ hợp. Ngủ hợp. Dạ, chỉ ngủ với nhau là hợp. Tại vì lúc đó cái miệng. Bất cứ chuyện gì ở nhà hai đứa mà làm chung là cãi nhau hết. Ừ. Tại sao nằm chung lại không cãi? Vậy cái đó nó điều bí hiểm lắm anh. Nguyên diệu. Nếu mà nó nghe nè, mỗi lần mà gây nhau vậy á, ai là người thắng? Em nhường cho bà này thắng hết. Cỡ nào phải cãi bà thắng mình thôi mà. Bà phùng mang trận má lên. Vô là quất đớp chát liền chứ đâu có hiền gì được. Em mà mỗi lần gây vậy thì cái cường độ âm của bên nào mạnh hơn? Bà thì âm thanh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đều. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Lúc mà em gây lộn là em không có lên xuống tông giọng, em cứ vậy em nói thôi đó hả? Dạ em nói thôi, mà nói ngày này qua ngày khác thôi. Trời ơi, cứ mưa dầm thấm lâu vậy đó. Dạ, đúng rồi. Mà cái giọng y chang vậy luôn, không có lên cao xuống thấp luôn. Dạ không. Đâu có, nãy có giờ nào giận lắm cơ, giận lắm thì mới là lớn luôn. Dạ. À. Tại vì nói chung là nhà có má chồng, hai chồng thống nhất rồi, có má chồng với con là không có giận nhau ở nhà, có gì ra ngoài đường cũng tiếp. Dạ. Bỏ ra đường. Đi ra đường luôn á. Khỏi người đó. Đang, đi ngồi đường vậy xong cái bắt đầu bắt lo chuyện ra bà xã. Đó là giang hồ nhìn em giống như vậy người. Nhảy xuống là xong rồi tới chiều về hết. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Ông này chắc không có điểm gì xấu đâu đúng đâu, không? Đâu xấu đầy chứ. Trời ơi xấu đầy luôn á. Cái tật đầu tiên là lười tắm. Ở dơ hả? Ở dơ lắm luôn á. Cưới nhau về nó phát hiện luôn á. 3 ngày tắm 1 lần nữa thôi nhỉ. Trời ơi. Mà làm đủ mọi cách rồi đó. Thật ra ông tiết kiệm nước. Dạ, dạ. Em cũng ai biện minh vậy. Tiết kiệm cho nhà nước, ngân sách nhà nước. Ờ, anh nói đúng ý luôn. Nhưng mà trước khi lên đây thì hôm qua có tắm không? Dạ. À, hôm trưa em bắt tắm rồi chứ mới cho lên chứ. Em cho tắm đi chứ. Em qua chương trình là phải tắm nha. Rồi lười tắm rồi còn gì nữa không? Nói chung ông này cũng nóng tính lắm. Thì đó bởi em ấy qua với lại cũng cọc nhau không à. Thế lại vô tâm nữa. Dạ có rồi. 3 ngày mới tắm vậy sao dám cho bồng em bé? Thì bởi em ấy nói từ lúc có con thì cải thiện bớt á vậy. Mới về là 3 ngày mới tắm. Ừ, từ từ 2 ngày. Còn giờ là lâu lâu cũng có 3 ngày. Nhưng mà có má ở cái bên má kè kè rồi. Cứ nhắc ngày nay không tắm nha. 2 ngày rồi không tắm nha. Má 3 ngày rồi không tắm nha. Má có chỉ cho em cái chiêu nào để mà cho chồng? Dạ có chứ, đợt hồi lúc mà mới cưới á, cái họ điện hỏi thăm, cái kêu chứ má ơi, anh làm biến tắm lắm. Má kêu cho mày lấy cái nước á, tạt vô cho nó, hoặc là hả lấy nước mắm xịt vô cũng được, đi tắm liền à. À dạ. Để em có làm thử không? À, nói chung em làm thử, em tạt nước thôi chứ nước mắm không giúp dùng. Ừ. Nó nghe nè, nghe em kể xong rồi tôi mới nhìn thấy trong mắt em nó có một khối u buồn. Là bởi vì nhất là cái đêm tân hôn tôi thấy tội nghiệp em quá. Không có anh, mấy cái chuyện đó là phải đi tắm đó. Muốn gì muốn phải vô trụng cái đúng không? À. Thì có bữa mình cũng vô mình trụng sơ sơ, lấy khăn mình sạc sạc sạc, mình mở nước cho ra xong. Rồi có khi nào mà chồng mà không chịu tắm á, mà cứ xin xỏ hoài rồi em mềm lòng không? Em nói là em giờ không tắm là tối nằm ra chỗ khác, không cho ngủ gần. Rồi không cho đụng. Rồi nói chung là cấm tiệc, rồi không thèm nói chuyện luôn. Cũng được vài tuần cái cũng xiên tắm xong về sau như lời cũ, thôi chịu luôn. Có đợt xong mua cái bảng về để ngày nào tắm mấy lần. Đánh dấu vô nữa mà, hằng ngày phải đánh dấu thôi, em mà chập cũng quên à. Ê, có khi nào bây giờ em không thích ổng tắm nữa không ta? Tại vì không. Em nghiện cái mùi rồi. Không. Nói chung là nhiều khi 3 ngày không tắm á, em nằm gần em kêu hôi mùi dán lắm, đi tắm cho em đi. Bà mặc nước nhiều tắm nữa, anh khổ vậy đó. Ủa em từ nhỏ là em đã sợ tắm hay là lớn lên mới sợ tắm? Dạ chắc có thể là nhỏ giờ. Bây giờ má biết lắm, má biết ngày tắm, nhớ giùm luôn ngày bây tắm. Giờ thử đi, bây giờ mình đừng tắm nữa mà mình nhờ vợ mình lau mình cho mình. Thôi má không dám đâu. Với lại em xối từ trên đầu em xối xuống lau mình vậy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là vô tâm. Thì lúc mà em mới sinh xong á, kêu là chở đi mua cái đầm để đi đám cưới. Cái đi trên đường về nói chứ thôi đi về với con đi em, cuối tuần anh chở đi mua.
Mà anh biết từ lúc người ta mời đám cưới tới lúc đi đám cưới á là hả 2 tháng luôn á, mà đâu mua được cái đầm đâu. Rốt cuộc về em không đi được đám cưới luôn, đâu có đầm đâu đi đám cưới, xin xong mặc hết rồi, mấy đầm cũ đâu mặc vừa nữa đâu. Thì sau này em vô hùng nén em nói cho thằng trận luôn, đi giữa đường em la lớn luôn á. Trời ơi, sao chọn những cái chỗ độc địa không à? Tại vì hai vợ chồng biết sao không, đi làm á là đi chung xe nên bởi vì có gì là đi ra đường xã thôi, còn nhà không dám xả. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ xuyên tắm một chút. cái mật độ tắm á là nó như thế nào? Dạ bây giờ là cũng xuyên rồi tại có má em nữa nên nói chung là ngày nào không có tắm buổi tối mà sáng dậy tắm xong đi làm. Rồi. Cũng có 2-3 ngày nay mưa quá không tắm luôn. Cả nước biết lười tắm rồi. Đó ý đồ của vợ là hôm nay bắt chồng đi tham gia là để đó. Phải tắm thường xuyên thôi đó. Đó còn gì nữa không em? Quan tâm vợ nhiều hơn chút. Dạ từ ngày có con thì thấy bớt rồi. Cái gì cũng con hết trơn á, về với con đi em, ở nhà rồi. Chơi với con đi em nè. Còn bạn? Bớt cái tính cầu toàn đi, xì xòa chút xíu cho em dễ thở. Để cho tắm chút xíu. Bớt nóng tính lại. Bây giờ em đánh đổi đi, bỏ hai cái thói xấu đó với điều kiện là chồng xuyên tắm. Dạ. Bây giờ đồ có qua có lại đi, ngoéo tay đi rồi bây giờ anh tắm nhiều em bớt nóng tính vậy thôi. Được ạ. Vừa tắm mà vừa bớt vô tâm lại thì không tắm luôn mà cũng mềm. Dạ. Nhớ nghe, tại vì ở đây là có ghi hình nha. Có bằng chứng rồi nghe. Cái móc tay đó là không có móc suông đâu nghe. Dạ. Rồi thôi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng hạnh phúc như thế này dạ, nha. Dạ. Rồi chào em. Dạ. 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 Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức, năm nay là 33 tuổi. Hiện đang làm bố 2 con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ hả? Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ con vẽ mấy cái hình truyện tranh để post lên mấy cái fanpage. Oh yeah. Vậy hả? Dạ. Ví dụ như em lấy cái nhân vật mà giống như anh vậy đó. Dạ. Em có thể sáng tác ra được một cái hình ảnh mà của anh mà nó là cartoon đó thì được không em? Dạ được. Đúng không? Dạ được. Lấy số nhô. Dạ. À, em thích lắm vậy. Em rất thích vẽ một cái bộ tranh mà nó là cái nhân dạng của em nhưng mà nó là cái hình cartoon đó vậy. Em rất thích. Rồi. Dạ. À, Đức hả? Dạ vâng. Đức. Dạ, Đức. À, bây giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 8. Quận 8. Rồi. 33 tuổi hả cưng? Dạ. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Dạ. Dạ. Tại cũng 33 tuổi trẻ, trẻ chị cũng trẻ lắm nha. Dạ. Kệ nó xưng bằng chị đi. Chị đi. Dạ. Ra ngoài đời mình xưng lại là cô chứ con. Dạ. Rồi, bây giờ tới con. Ủa quên tới em đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa 2 con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh. Các loại bánh đó. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Rồi. Chào cô em gái cùng họ. Cái họ Tô là khó có lắm nha. Dạ. Nhiều khi bây giờ về coi lại gia phả đi. Anh em ở Tri ở xa lắm á. Rễ ở nhánh nào cũng chừng. Rồi, đó nghe. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook. Tại vì ngày xưa thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát và mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý nhưng mà giờ em chảnh lắm, không em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì bạn có muốn đi xem kịch. Em cũng tại vì mình cũng thích bạn này mà, do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé, mà vé lúc đó hình như là hết khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Idicap. Dạ, nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó. Đúng tìm rồi. Vé dạ. Đó mà cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là bây giờ muốn đi, em muốn tối đó thì đi được không? Vậy đó. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối, sau đó là rủ đi xem phim cho rẻ. Không cần trông đi xem phim cho rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu phải kể là tại vì muốn thử em thôi. Tại vì thích coi là coi có bạn này có coi em có đi kiếm không? Có thành ý không đó? Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Thì sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Đó, lần đầu tiên gặp ngoài đời đúng không? Lần đầu tiên đi xem phim mà cái là ấn tượng đầu tiên khi mà em đi xem phim á, khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình đi.
đây rồi huynh muội à, kiểu lần đầu tiên mà sờ một người con gái mà có vai to tròn nữa, có bờ vai vững vàng dạ. Thấy nhưng mà thấy dễ thương không? Dạ dễ thương. Lúc đó có biết là bạn nhận ra mình là huynh đệ không? Dạ không, sau này con sau này mới kể ra đúng không? Nhưng mà vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm, kiểu chơi hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp á. Nên con ghét, con không thèm trả lời. Xong lý do là đó, như vậy nên con phải chảnh với ảnh. Xong tới đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai cho nên con thích. Là thích luôn, đổ gục luôn đó. Với lại ảnh rất là hài. Lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính tự nhiên ba xà vô đó, nằm trên nó như con thằng lằn á. Lần đầu tiên luôn cười. Hả? Dạ đúng. Thấy mắc cười quá cho nên là cũng thấy dễ thương. Thấy dạ, dạ, thấy dễ thương nè, tự nhiên nè mà đẹp trai nữa cho nên là kết rồi. Lúc đó mình đã bán bánh chưa nè? Dạ chưa, lúc đó là con làm cho công ty đồ lót với lại làm mẫu ảnh cho mấy cái quần áo á cô. Xinh mà. Đúng rồi. Xinh mà có tài nữa, cái bánh ngon quá. Ấn tượng thiệt, công nhận. Tại rồi mình là cái người mà gọi là rất rành về khoai lang. Rất là khoái khoai lang. Các loại về khoai lang, cho nên là khi mà thấy cái bánh khoai lang của cưng là ưng liền luôn đó. Thật ra cái chất cái khoai lang nó có thể làm được rất rất nhiều loại bánh. Đúng rồi. Dạ. Sâm đó, nó là sâm đó. Rồi bây giờ nè, rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau? Kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á. Thực ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mình xem phim xong á, thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chốc. Sao liền luôn? Dạ. Sao em bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. Anh nói, con nói là vợ con hôn em. Đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Không nhớ bộ phim. Không nhớ, không nhớ. Tại vì cái bữa đó chắc lôi nó ngắm em không mà không có coi màn hình. Cướp sắc. Đó. Ngắm là một chuyện, ngắm là chị ngắm em nè Bin. Đó, còn cướp sắc là khác nữa. Mục đích là chỉ là tìm một cái tư thế nào thật là để vô vô liền, thật là khớp để mà cướp sức liền đó. Thì đó, tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Cứ là ngỏ lời hả? Dạ, mà thực chất là em mơi đó, mơi đó, người ta gọi ông bà mình gọi là mơi đó. Dạ, đúng không? Nhưng mà thực chất là em cũng đã kết rồi đúng không, trong lúc coi phim. Thấy ảnh dễ thương. Rồi sao nè, rồi lúc rồi đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hung như vậy. Rồi sau đó em hành động như thế nào? Dạ em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Dạ. Môi em mềm không? Lúc đó môi cảm giác môi dạ, em hôn nhanh lắm cô. Không cảm nhận đâu. Nhưng lẹ lắm. Bất ngờ luôn, em bất ngờ. Giống như cái thứ gì nó xước qua cái mặt mình vậy. Dạ. Đó, đúng không? Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi dạ, gì không? Cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò. Rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn đó. Bạn nấu cho em một cái phần ăn dành cho một người, mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Một cái ức gà là đã muốn chết rồi. Hai một cây lạp xưởng là đã muốn chết rồi. Không biết ý đồ là mọi em thứ... nấu cái món ăn đó là em nấu cái dĩa đó là em có cái gửi gắm cái tâm tư gì em trong đó không? Dạ tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa nên là nghĩ cho ảnh ăn nhiều nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Em ngồi dạ, em ngắm ảnh dạ, ăn không, thôi. Không, lúc đó em rất là dữ dáng, sợ mập lắm nên không ăn. Không ăn, ngồi bắt đã ăn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã thích, lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận 2 tuần sau thì mới... mới nói là tại vì lúc đó em nói là bây giờ mà nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao? Đâu kể coi. Dạ nói là làm bạn gái anh nha thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không hay là vô sức cái liền? Dạ, ảnh không có xến xúa được. Dạ tại vì em là kiểu hay vẽ, do đó mà trong đầu em toàn hình nhưng mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần em tưởng tượng ra gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không mà chữ, em chữ không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. Đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ cho em một cái cạc và mấy cái chibi
á, ảnh dán cho nó, ảnh khéo tay lắm. Nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó. Với lại lần lúc mà em trả lời trên Facebook á, là do ảnh đã lấy cái hình của em, ảnh vẽ lên trên đó. À. Em mới ấn tượng, em mới trả lời, chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á, nó có trơn tru không? Nó có êm đềm không? À, hay là nó có là, cái gì nó trục trặc hay là nó có trước bị... Trước đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Dạ, đều là chia tay á. Có nhưng mà là chia tay rồi. Dạ, đúng rồi. Thì là... Nghi thì là có không? Dạ, có. Trước đó thì em có một cái người bạn trai là mối tình đầu á, là cũng rất là lâu. Nên là trước khi gặp chồng hiện tại là đã chia tay rồi. Nhưng mà bạn đó thì vẫn thương em. Là, dạ đúng. Nhưng sau đó quen chồng thì bạn nó cũng có hơi phá tụi em xíu. Nhưng mà có một cái đợt bạn phá tới mức hai đứa phải bỏ đi ra ngoài biển chơi, chơi cả tuần lễ mới về. Vậy đó hả? Nhưng mà phá mà nó có phiền hài tới em không? Dạ, thực ra thì chỉ là phiền lúc đó thôi. Sau này thì cả em và vợ em thì đều trở thành bạn rất là thân với người đó. Dạ, do đó mà sau này thì tụi em chơi với nhau. Vậy mới văn minh, đúng không? Nghĩa là chỉ có trục trặc cái chỗ đó thôi, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Còn mấy chuyện cãi nhau lung tung thì nhiều lắm. Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm, cho nên lúc mà quen á là mặc dù anh nói là em con nít nhưng mà thực ra là có ghen là có lý do hết. Bởi vì ảnh lúc nào cũng không có công khai mình với bạn bè, lúc quen nhau là không công khai đâu, nên là con cứ giận hoài. Nó có công khai với mẹ không? Với dạ, mẹ của sau này thì con mới dắt về gia cho gia đình sau. Dạ. Mẹ rồi... có thích cô này không? Ban đầu thì khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá, vậy đó mà gia đình còn hơi lo, không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào, do đó lo do đó. Mà ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi cái kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi. Cái đó mà đôi khi cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Kế hoạch thất bại. Vậy đó hả? Dạ. Thực ra hôm đó thì mà nhà con thì hay tụng kinh á, ở trên thì đó, mà đôi khi mẹ với lại vợ con lên trên lầu. Còn lúc đó con suy nghĩ là xuống kiếm sổ hộ khẩu. Tại vì mẹ giấu sổ hộ khẩu kỹ lắm, xuống đó kiếm mà kiếm cái kiểu không thấy đâu. Do đó mà kế hoạch thất bại. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là khi mà bác nói, lúc đó mẹ là con vẫn cứ yêu bác, thì mẹ nói là không có muốn tụi em cưới liền á, thì rất là buồn. Với lại là gia đình thì không mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Nhưng mà lúc đó em có cảm thấy là muốn chia tay không? Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình, phía nhà em, nhà mình không môn đăng với nhà, dạ, Đức đúng không? Dạ. Rồi xong lúc đó có muốn chia tay luôn không? Dạ, lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là ảnh giờ anh đi chết cho em coi, xong rồi đòi đồ sống đòi chết đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi nhảy cầu đúng không? Dạ, đúng. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá trời sợ luôn. Ôi rách thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó rồi xong rồi lỡ tay. Rồi sao em sợ hả? Dạ em sợ. Hả? Dạ sợ. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Dạ thì sau này thì tụi em cứ thế sống với nhau, rồi thể hiện mình, chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của mình, rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Cố gắng làm việc hai đứa và thay đổi nhiều, tại vì bản tính của em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi, em còn muốn em thích du lịch, em thích chụp hình, em thích đi khắp nơi, thì em muốn không có muốn ở lại ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái em, với lại những cái tật xấu của mình á mình bỏ nhiều. Chà, như vậy là chắc hôi chắc đã đó mà ha. rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa hai bên? Dạ bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ.
đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận hay sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vẫn vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Rồi có vô thăm cháu nữa. Vô thăm là sao? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Ba mẹ em ở Phan Thiết. Dạ. Vậy hả? Nghi thì ở thành phố Hồ Chí Minh mà không có gặp thường xuyên. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Hiện tại thời hồi đó thì tụi em cũng thống nhất là lúc mà tụi em quen nhau á, rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy, cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm, chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn tụi nó chập chững biết đi thì tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới dễ thương. Để cho hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Dạ. Mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói, một đứa thì đang bỏ. Nhưng mà là hai đứa là năm một hay là dạ, năm một. Hai năm à năm một đúng không? Dạ, hai dạ. Năm hai đứa. Hai năm trai gái cơ. Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sau là trai. Mười điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Hả? Không, bây giờ thực ra thì sao ta? Mong là lên cái chương trình này xong á, lên chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á, cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á, thì chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định. Đó, đã vậy lại một gọi là một mẹ một ba với hai đứa nhỏ mà đúng điểm 10 luôn á, thực sự mà nói luôn á, thì chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ, tại vì Vân cũng là cha làm mẹ, thành ra là khi mà Vân nói chuyện với hai bạn này thì Vân thấy là cái điều mà mình cần làm ngay và liền lúc này là phải vun vén làm sao cho cái gia đình này nó càng ngày càng hạnh phúc, giúp đỡ cho các con càng ngày càng phát triển. Và thông qua cái cặp đôi này thì cô Vân cũng muốn nhắn nhủ một chút xíu với lại các cặp đôi mà các bạn khi mà yêu nhau mà các bạn chưa được sự cảm thông của hai bên gia đình đó, thì các bạn đừng có nông nổi mà vì vậy mà đòi chia tay nhau. À, để rồi là đứa này đòi chết, đứa kia đòi xỉu, rồi thế này thế nọ thế kia. Bởi vì thực ra thì cuối cùng lại á, là vấn đề cốt lõi là hai bạn yêu nhau, chứ không phải vấn đề tác động của hai bên gia đình. Tại vì rồi thời gian ba mẹ cũng sẽ hiểu được. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn phải biết chứng minh cho các phụ huynh thấy rằng là các bạn là những người nói được, làm được. Đó thì cũng là trước khi mà mình tiếp tục câu chuyện á, thì tại vì nhân đây á, là cũng muốn chia sẻ với lại ba mẹ của Đức với lại rất quý và với các bạn trẻ mà có cái trường hợp, cái hoàn cảnh giống như hai bạn vậy đó. Ha? Còn một điều nữa mà theo anh thì anh nghĩ là ba mẹ của Nghi chắc chắn sẽ rất là an tâm về chàng rể này. Và ngay cả ba mẹ Đức hồi nãy không biết là có nghe câu của Đức nói không, nghe trước đây Đức rất là nhiều tật xấu, thấy không? Nhưng mà bây giờ là bỏ hết để mà về nhà chỉ biết lo cho các con và lo cho vợ thôi, đó là điều rất là tuyệt vời. Và nghĩ rằng là phụ huynh của hai bên cũng rất là an tâm về cái sự trưởng thành của người đàn ông này. Rồi bây giờ nàng nghe nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Dạ em thì thấy là em thay đổi trong công việc á, bởi vì trước đây em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á, thì bây giờ thì em từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh, chứ trước đây mặc dù là có bạn trai mà em không có thích người ta đu đu theo em hoài. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình coi như là. Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Ảnh thích. Dạ. Đàn ông yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em lo giống như là ghen, mà em nói chuyện với thằng đó kì, em đi chơi với thằng đó đi, đừng có nhắn tin cho anh gì đó hả? Rồi đòi chia tay rồi tùm lum hết đó. Đó cũng là thật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Đó. Bây giờ này từ khi trở thành hai vợ chồng đó, hai vợ chồng hợp thức hóa thì là anh Đức anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ, thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á
mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà xong rồi cái em say quá dây anh muốn hiếp em hả là cái anh im dạ. Nhưng mà thật ra cái đó là do dạ, cái dạ, mình không lượng. Kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói nói với em là... đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình vậy đó hả? Đôi khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao anh quát em. Ủa, bình thường em hả? Anh xin được đồng cảm với em về cái việc này. Trời ơi trời, nhiều lúc em nói chuyện với vợ em cái gì bà cứ hay tự nhiên cái mặt đang nói chuyện cái mặt sổ nó làm gì quạo gì anh làm gì anh nạt em vậy. Nó nói không có nạt đó, vậy là giống nạt đó mà rõ ràng là không có nạt. À, ông, mà thiệt tình em không có nạt không, giống như là trời em nói gì vậy anh đâu có nạt đó, là nạt đó. Đó khổ ghê vậy đó. Dạ. Em nói anh đâu có nạt em đâu, nhưng mà đang quát vô mặt mình đó, không đó, nhưng mà tại vì nhảy đó mới nói đó, do em bị bất ngờ luôn, nhưng đang nói chuyện bình thường, đang trả lời một cách bình thường, nhưng quạo lên vậy đôi khi em bị bất ngờ. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không, tại vì tính đến chị này một tính xấu đó là rất là nổi nóng mà như nóng khui đi khui đi. Dạ một khi nóng hay như là nổ tung rồi đó, do đó mà như bà này mạnh hỏa mà em mọc vô đó đốt cái em đốt cháy luôn. Do đó mà nhiều lúc gây sự mà những chuyện rất là nhỏ xíu vớ vẩn đó, nó vớ vẩn cãi nhau to nhưng mà bằng những chuyện bằng rất là như... những cái chuyện vớ vẩn. Dạ rồi có đòi đi ly dị ly hôn gì không? Đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Nghĩa là chỉ vì một cái chuyện mà nói lớn tiếng thôi. Dạ mà nói sao anh muốn sao tôi ly dị. Dạ đó mà sau những lần đó thì phải nhây nhây, phải giỡn giỡn lại sau đó mới thôi được. Cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Đó không có cãi, toàn là phải giỡn giỡn nó. Nếu mà viết đơn ly dị phải viết đúng chính tả mới ký. Hay là viết đúng chữ xấu không ký. Nhưng mà bây giờ là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nghe rồi sao? Dạ do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi lỡ cãi nhau lại để không ảnh hưởng đến có khi nào con bé lớn nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng là nó cũng lớn tiếng theo nó bắt chước không? Dạ nó bắt chước. Có không? Dạ có. Con đứa con chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Vậy là anh tưởng tượng được cái lúc em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Dạ. Nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi. Dạ đúng rồi, nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Trời ơi tội nghiệp em quá Đức. Ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ là em. Là anh Đức. Tại vì giờ em phải làm bánh em thì chăm, tại vì công việc của em thì có thể làm ở nhà được. Cho nên em phụ vợ chăm hai tụi nhóc. Tại vì rồi tiếp theo nữa nè, tật xấu của anh là gì nữa nè? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Cái đó thôi à? Dạ đúng rồi. Còn cái tật xấu của bà là mỗi lần lớn tiếng là đòi ly dị. Nhiều lắm anh, tật xấu ở đây nhiều lắm. Kể đi em. Nào là sợ tất cả các con nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh rồi. Thậm chí vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu rồi. Em anh nghĩ em có nên đi tập Muay Thái không, anh thấy Muay Thái thôi đừng tập Muay Thái, bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Đợi nó kỳ cục vậy đó. Mà ngộ cái là em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi sao em có cái sở thích lạ vậy? Càng rùng rợn thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Trời vô kênh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Có nhiều chuyện ma lắm đó. Trời ơi sao em có một cái sở thích nó lạ, nó rùng rợn với em. Rồi rất hay uy hiếp chồng, bắt nạt chồng, mặc dù những lúc ấy thì rất là nhõng nhẽo anh bắt nạt em cái kiểu, nhưng mà đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy phim clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay clip phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống tiền em tiếp. Trời ơi mất váy nhảy luôn, cái là chồng em mệt đó nghe hả. Rồi sao còn gì nữa không? Dạ nhiều đó rồi, tại vì nhiều đủ rồi ha. Dạ. mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình, ăn uống cũng phải cầm cái điện thoại để xem, trong khi nếu mà mình không tập trung ăn thì nó đâu tốt cho dạ dày. Mà mày này có bị tiền sử là bị dạ dày, đã từng một lần xuất huyết dạ dày rồi. Phải đi cấp cứu. Do đó mà cái việc ăn uống bạn này không có chú ý.
Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con một xíu, tại vì đôi lúc ngồi ăn cơm em chăm tụi nhỏ, vợ em thì làm cả ngày cũng phải đem công việc cho bữa cơm, thì đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối dành chút thời gian cho chồng và con, tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, với lại bớt nóng tính lại xíu, nhưng mà thực ra thì tụi em cũng đang cố gắng khắc phục dần chuyện đó. Bây giờ tụi em hiểu nhau hơn rồi, và khi mà cãi nhau thì hay giỡn nhau thế là thôi. Chỉ vậy thôi. Còn Nghi thì chắc là đúng rồi, em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại công việc của ảnh á, thì ảnh bây giờ em muốn ảnh nghĩ cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút, tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá, nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết, như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Nhưng mà với cái công việc của Đức á là làm ở tại nhà, đúng rồi. Vẽ những cái tranh đó mà up lên fanpage như vậy hoặc là trên các trang mạng xã hội như vậy á, thì cái thu nhập nó có ổn định không? Về công việc của em thì ngoài cái việc mà em làm cho các fanpage thì em cũng làm với vẽ cho theo nhu cầu khách hàng, thì công việc freelancer thì nó sẽ không ổn định lắm, cái đó phụ thuộc vào danh tiếng của mình với lại nguồn khách của mình. Em có mong muốn chồng mình có một công việc mới và nó bền, nó ổn định hơn không? Dạ có, cái này thì em cũng có nói chuyện với chồng mà. Bởi vì bây giờ chồng lớn tuổi hơn, có gia đình rồi, cái suy nghĩ nó khác á. Rồi cái công việc của chồng thì bây giờ mấy bạn trẻ cũng rất là nhiều, nên là em cũng mong mà chồng vẽ cái đó vì chồng thích, chồng đam mê, chồng vẽ, nhưng mà đừng có áp lực kinh tế lên nó nữa. Rồi nếu mà được thì anh kiếm một cái việc khác ổn định hơn để anh làm. Thì cái này là em có nói với chồng em rồi. Hiện tại thì em vẫn lo kinh tế cho gia đình được, nên là em chỉ mong là sang năm thì anh cố gắng kiếm kinh tế ổn định hơn chút xíu là được rồi. Chứ em không có đặt áp lực nhiều. Ông thực ra là vậy nè, cái hiện giờ á, nếu mà hai đứa không bị áp lực lắm về vấn đề kinh tế á, thì là cái công việc của Đức á không phải là nhiều người làm đâu. Thực sự đâu có nhiều người làm đâu. Cho nên là thực ra với những cái người mà làm kiểu nghệ thuật này á, cái cơ hội nó ngộ lắm. Nó tới lúc nào mình không biết luôn. Đó, và khi nó tới rồi là mình đỡ không kịp luôn. Không, cái đó là nghiêm túc luôn. Đó, thì thành ra là ngay thời điểm này thì thứ nhất con của hai đứa còn nhỏ. Một đứa thì mới biết bò thôi, đứa thì chập chững thôi. Thì ít nhất á, là để con cứng cáp đã. Tại vì bây giờ á, không vợ thì phải là chồng, không chồng thì phải là vợ. Phải sát bên tụi nó. Nhất là trong cái thời điểm này dịch bệnh đủ thứ. Bắt buộc. Đó, thì cứ khoan đi. Khoan đi, và Đức vẫn cứ làm những cái việc mà Đức thích. Và cứ tích lũy cái tất cả những cái mà tích lũy về cái vốn liếng, về cái cảm xúc, về thành phẩm, tất tần tật mọi thứ. Cứ tích lũy đi. Rồi á, con nó cứng cáp một chút. Rồi cái lúc đó là bắt đầu mình mở cái quan hệ của mình ra ngoài. Thì là cái cơ hội nó tới lúc nào mình không biết được. Bởi vì cái nghề này của bạn này giống như là nó một cái kho vậy đó, giống như người viết truyện, người viết sử vậy đó. Cái kho nó cứ ấp đầy, một lúc nào đó là cứ lấy ra xài thôi. Đó thì theo chị là như vậy. Cho nên là tụi em đừng có nôn nóng trong chuyện này, ít nhất dành cho con mình khoảng chừng 1-2 năm nữa để nó cứng cáp đi. Rồi mình tính tiếp. Trong thời gian này mình ấp, mình cứ dậy ra mình ấp, mình cất vô kho. Mình cất vô cái kho của mình. Lúc mình lấy ra mình xài thôi. Bây giờ đầu tiên gặp anh Bin là thấy có cơ hội rồi đó. Anh Đức thích, anh Đức thích đó. Những người sáng tạo về hình ảnh. Và thậm chí hai em nếu mà được nghe, vẫn có thể kết hợp với nhau làm ăn được luôn. Em có bao giờ em suy nghĩ là em làm bánh hoạt hình chưa? Dạ có, nhưng mà giờ em chưa có khéo đó, tay. Thôi hai đứa cứ cứ kết hợp với nhau. Anh nghĩ là hai bạn sẽ có thể phối hợp với nhau, sẽ tạo dựng được một cái thương hiệu bánh mà nó bánh nó rất là lạ ở ở Việt Nam mình. Cái bánh này hôm nay là gặp đây là cơ hội nữa. Đó. Nghe. Rồi nghe. Rồi xin cảm ơn hai em, và anh hy vọng rằng là sang năm mới nha, khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi đó, thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái ý định của mình, đó là có một cái tiệm bánh thật là lớn, và thậm chí là anh cũng đang rất mong chờ cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha.